Thanh Mai xin kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những tin tức và phần nhân sinh cảm ngộ cuối mỗi chương trình quý vị nhé. Bản tin hôm nay có những nội dung gì? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tin Việt Nam, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng bị bắt vì nhận hối lộ. Cháy lớn, thiêu rụi kho hàng mỹ phẩm ở Thái Nguyên, xưởng gỗ rộng hàng ngàn mét vuông ở thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội. Hà Nội sắp hạn chế ô tô, xe máy xăng tại 5 khu vực. Hưng Yên triệt phá đường dây cá độ bóng đá cho vay lãi hơn 500 tỷ đồng. Nghệ An, sau tiếng động rất lớn từ lòng đất, ngọn núi nứt ngang dù trời không mưa. Dự báo, bão số 6 diễn biến phức tạp, cảnh báo mưa cực lớn ở miền Trung. Thuyền trưởng Hàn bị cáo buộc bỏ mặc thuyền viên Việt chết đuối. Thành phố Hồ Chí Minh điều tra hai cơ sở thẩm mỹ chui gây tai biến nặng rồi trốn tránh trách nhiệm. Công an làm việc với quán cà phê phụ thu tiền vì ăn mà không uống. Tin thế giới, Đài Loan tập trận bắn đạn thật mô phỏng bị Trung Quốc xâm lược. Indonesia đuổi tàu Trung Quốc quấy rối trên Biển Đông. Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi các khu vực tranh chấp ở biên giới. Nga không kích sở chỉ huy Ukraine, bạo loạn hàng nghìn người ở Nga, súng đã nổ. Ông Putin không phủ nhận vụ Triều Tiên gửi quân tới Nga, tố ngược phương Tây. Israel tuyên bố hủy diệt toàn bộ mạng lưới chỉ huy Hezbollah. Thái Lan chuẩn bị thu thuế du lịch. Bốn tiểu hành tinh lướt qua trái đất gồm sát thủ đô thị. Tỷ phú Musk đổ tiền thêm cho tổ chức ủng hộ ông Trump. Thưa quý vị, theo thông tin từ cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Được biết, ông Cường sinh năm 1974 là thẩm phán cao cấp, làm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vào tháng 4 năm 2023, sau khi rời vị trí chánh tòa tòa hình sự. Theo nguồn tin, ông Cường đã bị bắt vào cuối tuần qua. Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng. Liên quan đến vụ án này, hồi tháng 8 vừa qua, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Nga, 42 tuổi, Phó trưởng phòng Giám đốc điều tra về nhân sự, lao động, kinh doanh thương mại của Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Minh Phương, trưởng phòng hành chính tư pháp, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều tra về hành vi môi giới hối lộ. Theo nguồn tin của báo Pháp Luật, cả ba người bị bắt vì cùng liên quan đến các sai phạm trong một vụ việc. Hiện lực lượng chức năng chưa công bố về những sai phạm cụ thể của các cán bộ trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo. Theo thông tin từ báo Lao động, ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cho biết, mới đây, trên địa bàn tỉnh này vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại kho hàng mỹ phẩm, gây thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày hôm qua 25 tháng 10 tại gia đình ông Nguyễn Văn Thính, sinh năm 1976, ở tổ 3. Đám cháy sau đó đã lan sang quầy hàng kinh doanh mỹ phẩm bên cạnh của gia đình anh Đỗ Văn Bắc, sinh năm 1991. Tại hiện trường, ngọn lửa đã tàn phá hai công trình, chỉ còn trơ lại khung sắt. Các vật dụng, thiết bị bên trong cũng bị cháy đen. Lửa và khói liên tục bốc lên, cháy dữ dội. Nhận được tin báo về vụ cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để dập tắt đám cháy, đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn cho người dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tia lửa hàn xì từ công trình bên cạnh bắn ra, tiếp xúc với vật liệu dễ cháy, gây nên vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa sau đó đã được khống chế, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ở một diễn biến khác, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa xảy ra một vụ cháy lớn. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại xưởng gỗ nằm sâu trong hẻm 234, đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông. Mặc dù một số người dân nỗ lực dập lửa, nhưng vì đám cháy quá mạnh, khói lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực buộc phải gọi cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng của tỉnh này đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Trao đổi về vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông cho biết, xưởng gỗ này đã ngừng hoạt động và không còn hoạt động sản xuất.
chủ xưởng đã trả lại mặt bằng và đang để trống. Nhưng gần đây, một số người lạ vào cắt hàn một số phế liệu vì bất cẩn nên đã để tia lửa hàn xì rơi xuống lớp mùn cưa, gây ra hỏa hoạn. Truyền thông trong nước đưa tin, bắt đầu từ năm 2025, Hà Nội sẽ thí điểm áp dụng mô hình vùng phát thải thấp LEZ nhằm hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm. Theo đó, các phương tiện cơ giới đường bộ, trừ xe điện và phương tiện ưu tiên, khi di chuyển vào vùng LEZ phải tuân thủ tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt. Quyết định này xuất phát từ thực trạng giao thông vận tải được cho đang là nguồn phát thải ra bụi mịn PM2.5 lớn nhất, chiếm 50-70% tại thủ đô. Dự thảo đề xuất 5 khu vực được xác định là vùng phát thải thấp, đó là khu vực tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khu vực đang ô nhiễm không khí do giao thông, khu vực có hạ tầng giao thông công cộng phát thải thấp, khu vực đủ điều kiện áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phát thải và khu vực có sự đồng thuận từ chính quyền và người dân. Theo báo cáo mới nhất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thành phố hiện có trên 8 triệu dân và 1,2 triệu dân vãng lai. Tổng số phương tiện giao thông đường bộ lên đến 7,8 triệu chiếc, chưa kể đến 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh thành khác. Trong giai đoạn 2019-2023, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 10% đối với ô tô và trên 3% đối với xe máy. Trong khi, diện tích đất dành cho giao thông mới đạt 12,13%. Hướng tới năm 2030, Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp như phân vùng hạn chế xe máy tại các quận, thay thế xe máy cũ, quy định khu vực cấm ô tô diesel và khuyến khích đầu tư phát triển giao thông công cộng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 500 tỷ đồng. Được biết, đường dây tội phạm này do bị can Nguyễn Ngọc Thành Tài, 41 tuổi, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa, điều hành cùng 13 thành viên khác có địa chỉ thường trú tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa. Theo điều tra, nhóm này đã sử dụng công nghệ cao thông qua các website để tổ chức cá độ bóng đá bằng hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Đặc biệt, trong mùa giải Euro 2024 và Copa America, nhiều trận cá độ có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài hoạt động cá độ, nhóm tội phạm còn cho vay nặng lãi với mức từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng một triệu một ngày, tương đương lãi suất từ 108 đến 180% một năm. Trong trường hợp những người nợ tiền không trả đúng hẹn, thì các đối tượng sẽ dùng hung khí đe dọa và khủng bố tinh thần để ép buộc trả nợ. Qua khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã thu giữ 2 xe ô tô, 3 bộ máy tính, nhiều thiết bị kết nối mạng, 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan khác. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Thưa quý vị, theo báo VN Express đưa tin, tại bản Sốp Phe, xã Mường Tiếp, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng vừa ghi nhận một vết nứt nghiêm trọng dài 300m xuất hiện trên ngọn núi cao 1.500m so với mực nước biển, buộc chính quyền phải khẩn cấp di rời 5 hộ dân với 26 nhân khẩu đến nơi an toàn. Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều vết nứt có độ rộng lên đến 10cm, sâu từ 30 đến 40cm và chạy trực tiếp qua nền nhà của người dân. Trước tình hình đó, hàng chục cán bộ công an, biên phòng, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ di dời dân và tháo dỡ các ngôi nhà gỗ. Tính đến thời điểm hiện tại, còn 2 căn nhà đang trong quá trình tháo dỡ và dự kiến hoàn thành trong những ngày tới. Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Xuân Trường, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kỳ Sơn chia sẻ, ngọn núi bị nứt rất cao, địa hình hiểm trở, để khắc phục là không thể. Ông cũng cho biết thêm, vết nứt đang có dấu hiệu lan rộng và sâu hơn, khiến người dân không thể quay lại nơi cư trú. Vì thế, xã Mường Tiếp đã sắp xếp các hộ bị ảnh hưởng ở xen ghép với các gia đình khác. Về lâu dài, chính quyền sẽ rà soát quỹ đất tại các khu tái định cư trong vùng để bố trí nơi ở mới cho người dân. Quay trở lại với diễn biến mới nhất về thời tiết. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 6 Trà My đang có dấu hiệu tăng cường độ khi tiến vào Biển Đông. Dự kiến mưa cực lớn tại khu vực miền Trung từ tối ngày 26 đến 29 tháng 10. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ sáng ngày 25 tháng 10, tâm bão đang ở vị trí 17,1 độ Vĩ Bắc và 118,6 độ Kinh Đông. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10, 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm.
Đến 7 giờ ngày hôm nay, 26 tháng 10, tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía đông đông bắc, với cường độ dự báo tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết, hoàn lưu cơn bão khá mạnh và rộng, vùng mây đối lưu hướng về phía tây nên bắc và giữa biển Đông chịu tác động của gió mạnh. Và từ chiều ngày hôm nay 26 tháng 10, biển Trung Bộ sẽ bắt đầu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, khi bão đến gần sẽ tăng lên cấp 8, cấp 9. Đáng chú ý, từ ngày 26 đến 29 tháng 10, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn ở Trung Bộ, vùng mưa rộng từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, trong đó trọng tâm mưa tập trung ở Quảng Trị, Quảng Nam với lượng mưa từ 200 đến 300mm. Tuy nhiên, sau khi đi qua phía bắc quần đảo Hoàng Sa, bão số 6 có khả năng suy yếu do tương tác với không khí lạnh và ảnh hưởng từ một áp thấp nhiệt đới mới hình thành ở phía đông Philippines. Trước tình hình này, quân đội đã huy động 285.480 người, trong đó có 86.019 bộ đội và 199.461 dân quân tự vệ, cùng với 12.503 phương tiện quân sự sẵn sàng ứng phó. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng từ Quảng Ninh đến Bình Thuận cũng phối hợp với địa phương để thông báo cho 60.212 tàu thuyền cùng 307.822 người dân nắm rõ thông tin về bão số 6, hỗ trợ các tàu di chuyển tránh vùng nguy hiểm. Hiện tại, các tàu trong vùng nguy hiểm đã được hướng dẫn di chuyển đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Cảnh sát biển thành phố Mokpo ở tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ một thuyền trưởng 60 tuổi để tiến hành điều tra về cáo buộc bỏ mặc một thuyền viên người Việt Nam gặp nạn trên biển. Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 5, thuyền viên người Việt Nam 39 tuổi bất ngờ bị cuốn vào lưới đánh cá và rơi xuống biển. Mặc dù các thuyền viên khác cố gắng cứu nạn nhân, nhưng thuyền trưởng lại ra lệnh tiếp tục đánh bắt, với lý do rằng việc dừng tàu có thể khiến lưới bị rối và gây thiệt hại. Thuyền viên người Việt Nam được tìm thấy sau khoảng 20 phút sau đó, nhưng đã trong tình trạng ngưng tim và không qua khỏi. Phải đến 13 giờ 31 phút sau đó, thuyền trưởng mới thông báo sự việc cho cảnh sát biển Mokpo. Danh tính của thuyền trưởng và nạn nhân hiện chưa được công bố. Theo quy định về tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Hàn Quốc, khi có người rơi xuống biển, việc cứu hộ phải được thực hiện ngay lập tức và thuyền trưởng có trách nhiệm báo cáo khẩn cấp với cơ quan chức năng. Thuyền trưởng hiện đối mặt với cáo buộc cố tình bỏ rơi thuyền viên trong tình huống nguy hiểm. Trưởng phòng điều tra cảnh sát biển Mokpo, ông Seo Nam Su nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn lao động cho ngành thủy sản và hàng hải. Liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tích cực làm rõ và xử lý nghiêm hai cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ hoạt động trái phép, gây tai biến nghiêm trọng cho khách hàng và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm. Theo đó, trường hợp thứ nhất xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện Kim An có địa chỉ ở số 148C Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Trước đó, vào ngày 22 tháng 10, một phụ nữ đến cơ sở thẩm mỹ này và được tư vấn hút mỡ bụng bởi một nữ nhân viên được cho là mới chỉ học đến lớp 8 và không có chuyên môn y tế. Cơ sở đã báo giá dịch vụ hút mỡ bụng là 30 triệu đồng. Sau đó, một nhân viên khác cũng không có chứng chỉ y tế đến tiến hành xét nghiệm nhanh đường huyết, HIV và nước tiểu cho chị này. Ca phẫu thuật hút mỡ bụng đã bắt đầu ngay sau đó. Đến 21 giờ, bệnh nhân có dấu hiệu lơ mơ, tiếp xúc chậm. Ngay sau đó, gia đình đã gọi trung tâm cấp cứu 115 và công an phường Tân Định để đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Nhận tin báo, Thanh tra Y tế và Công an quận 1 đã tiến hành kiểm tra cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện Kim An. Qua đó phát hiện, cơ sở này chỉ được cấp phép kinh doanh các dịch vụ như chăm sóc da, cắt tóc, gội đầu mà không có giấy phép khám chữa bệnh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được bằng cấp chuyên môn hay giấy phép hành nghề của đội ngũ thực hiện dịch vụ phẫu thuật. Trường hợp thứ hai liên quan đến một ca nâng mũi vào ngày 21 tháng 10 tại cơ sở Min Beauty Academy, địa chỉ 50C đường 385, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Tại đây, một phụ nữ đã gặp biến chứng khó thở sau khi tiêm thuốc tê và được cơ sở chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu, sau đó phải chuyển sang Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Thanh tra Sở Y tế đã liên hệ với chủ hộ kinh doanh, nhưng chủ cơ sở không đến làm việc và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm. Trước tình trạng nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe khách hàng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an thành phố để điều tra, xử lý nghiêm minh, đảm bảo an toàn cho người dân. Thưa quý vị,
tại tỉnh Quảng Trị mới đây đã xảy ra vụ việc một quán cà phê phụ thu tiền khách hàng vì ăn mà không uống. Nhiều khách hàng đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì khoản phụ thu không rõ ràng này. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại quán trà sen Cọ Dầu thuộc khu sinh thái Cọ Dầu ở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Một số thực khách sau khi trải nghiệm dịch vụ và bị phụ thu thêm 10.000 đồng, mỗi người do ăn không uống, và bày tỏ sự ngạc nhiên về khoản phụ thu tiền lạ đời này. Qua tìm hiểu của báo Thanh Niên, việc phụ thu này không được niêm yết trên thực đơn và nhiều thực khách cho biết không được nhân viên phục vụ thông báo trước. Trao đổi về sự việc này, chị Lê Đỗ Diệu Huyền, đại diện quán cà phê Trà Sen Cọ Dầu cho biết, việc phụ thu do ăn không uống đã có từ lâu ở quán cà phê này. Cũng theo chị Huyền, quán dù có quy định như vậy nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay ở thành phố Đông Hà, chứng tỏ rằng khách đã chấp nhận và hầu hết các nhân viên đã nói với các quy định phụ thu cho khách hàng trước khi phục vụ. Tuy nhiên, qua trao đổi với báo Thanh Niên, vị khách chia sẻ trên mạng xã hội vì bị phụ thu do ăn mà không uống cho biết, không được nghe nhân viên phục vụ nói về việc phụ thu này. Khi hóa đơn ra thì mới thấy tính phí vô lý. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, nếu như thực khách được tư vấn đầy đủ ngay từ đầu và đồng ý sử dụng dịch vụ, thì không có lý do gì để đăng tải trên mạng xã hội bày tỏ sự phản đối về cách phụ thu không đúng của quán. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ rằng, lần đầu thấy phụ thu như vậy. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cũng cho hay, sau khi nhận được thông tin, Công an phường Đông Lương đã tiến hành làm việc trực tiếp với chủ quán cà phê Trà Sen Cọ Dầu, đồng thời yêu cầu chủ quán niêm yết rõ ràng phí phụ thu ở các vị trí dễ thấy như bàn ăn, quầy tính tiền và quầy gọi món để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tin thế giới, Đài Loan tập trận bắn đạn thật, mô phỏng bị Trung Quốc xâm lược. Indonesia đuổi tàu Trung Quốc quấy rối trên Biển Đông. Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi các khu vực tranh chấp ở biên giới. Nga không kích sở chỉ huy Ukraine, bạo loạn hàng nghìn người ở Nga, súng đã nổ. Ông Putin không phủ nhận vụ Triều Tiên gửi quân tới Nga, tố ngược phương Tây. Israel tuyên bố hủy diệt toàn bộ mạng lưới chỉ huy Hezbollah. Thái Lan chuẩn bị thu thuế du lịch. Bốn tiểu hành tinh lướt qua trái đất gồm sát thủ đô thị. Tỷ phú Musk đổ tiền thêm cho tổ chức ủng hộ ông Trump. Thưa quý vị, thông tấn xã Trung ương Đài Loan CNA đưa tin, quân đội nước này mới đây đã tiến hành cuộc tập trận chấn cương với quy mô lớn tại khu vực Bành Hồ, đánh dấu lần đầu tiên thực hiện bắn đạn thật vào ban đêm. Cuộc tập trận này nhằm mô phỏng kịch bản phòng thủ trước nguy cơ quân đội Trung Quốc tấn công đổ bộ. Theo kế hoạch diễn tập, khu vực chiến đấu số 1 thuộc Ban Quốc phòng Lục quân Bành Hồ đã huy động đa dạng khí tài quân sự hiện đại, bao gồm xe tăng M60A3, xe bọc thép CM21 cùng nhiều loại súng cối và súng máy để thực hiện diễn tập ở vùng biển phía Nam. Trong cuộc phỏng vấn, chỉ huy Trần Tuấn Nhân của Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới Ban Tư lệnh Phòng thủ quân đội Bành Hồ cho biết, cuộc tập trận được thiết kế theo phương thức liên tục giả định dựa trên tình huống đối phương có thể lợi dụng tầm nhìn hạn chế vào ban đêm để thực hiện đổ bộ bất ngờ. Đồng thời, việc huấn luyện này sẽ giúp sĩ quan và binh sĩ thành thạo chiến trường ban đêm, nâng cao khả năng tác chiến. Về phần mình, Đại tá Wang Yechen, chỉ huy đại đội 1 thuộc binh đoàn bộ binh cơ giới nhấn mạnh, địch sẽ không tấn công vào thời điểm chúng ta mong đợi. Do đó, cuộc tập trận đặc biệt chú trọng vào việc phối hợp chỉ huy, liên lạc và xử lý các tình huống khẩn cấp thông qua các tình huống chiến đấu được đặt ra liên tục bất ngờ. Được biết, tập trận chấn cương là một phần trong kế hoạch huấn luyện định kỳ hàng tháng của quân đội Đài Loan. Nội dung tập trận được xây dựng dựa trên đánh giá về các mối đe dọa tiềm tàng từ kẻ thù, thông tin tình báo chiến trường và điều kiện môi trường thực tế. Thông qua mô hình huấn luyện thực chiến này, quân đội có thể kiểm tra kết quả huấn luyện và hiệu quả thực hiện kế hoạch chiến đấu của các đơn vị tham gia một cách toàn diện. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia Bakamla mới đây cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc vừa bị đẩy ra khỏi vùng biển nước này lần thứ hai trong tuần này, sau khi can thiệp hoạt động thăm dò của công ty năng lượng nhà nước Petamina tại Biển Đông. Đáng chú ý, các sự cố này xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Prabowo Subianto nhậm chức Tổng thống Indonesia. Tại khu vực ngoài khơi quần đảo Natuna, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 1.500 km. Trong vụ việc đầu tiên ngày 21 tháng 10,
tàu Trung Quốc đã tuyên bố vùng biển này thuộc quyền tài phán của họ. Ngay lập tức, bà Kamla khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra và giám sát chặt chẽ vùng biển Bắc Natuna để đảm bảo việc thu thập dữ liệu địa chấn không bị gián đoạn. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm tuyên bố rằng lực lượng hải cảnh của họ chỉ thực hiện các hành trình thường lệ trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc theo luật quốc tế và luật trong nước. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng tăng cường tham vấn với Indonesia. Đáng lưu ý, căng thẳng tương tự đã từng xảy ra năm 2021 khi các tàu hai nước đối đầu nhiều tháng gần một giàn khoan ngầm tại biển Natuna. Trong bối cảnh này, tân Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Jafri Semchordin đã gặp đại sứ Trung Quốc tại Jakarta ngày 24 tháng 10 để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm các cuộc tập trận chung, tuy nhiên không hề đề cập đến các sự cố trên biển gần đây. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây cho biết, quân đội nước này và Trung Quốc đã chính thức bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực tranh chấp dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC ở Đông Ladakh, bao gồm Bình Nguyên, Demchok và Depsang. Theo thỏa thuận giữa hai bên, quân đội Ấn Độ đã bắt đầu rút thiết bị quân sự về các vị trí hậu phương ở các khu vực tương ứng. Tiến triển này diễn ra sau thỏa thuận lịch sử được công bố ngày 21 tháng 10 về việc khôi phục hoạt động tuần tra dọc LAC, chấm dứt bế tắc quân sự kéo dài hơn 4 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhấn mạnh hai bên đã đạt được sự đồng thuận để khôi phục tình hình thực địa dựa trên các nguyên tắc an ninh bình đẳng và cùng có lợi, bao gồm việc khôi phục hoạt động tuần tra và chăn thả gia súc ở các khu vực truyền thống. Đáng chú ý, cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Nga ngày 23 tháng 10 đã góp phần thúc đẩy tiến trình này. Tại đây, Thủ tướng Modi khẳng định việc duy trì hòa bình và ổn định trên biên giới vẫn là ưu tiên của hai nước và sự tin tưởng lẫn nhau vẫn là nền tảng của quan hệ song phương. Được biết, căng thẳng Ấn-Trung bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 sau các động thái quân sự của Trung Quốc dọc LAC. Đỉnh điểm là vụ đụng độ chết người tại thung lũng Galwan ngày 15 tháng 6 năm 2020. Kể từ đó, cả hai nước đều duy trì lực lượng quân sự đáng kể trong khu vực. Thỏa thuận rút quân lần này được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á, không chỉ vì lợi ích của người dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và tiến bộ toàn cầu. Trở lại với tình hình giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố thông tin về cuộc không kích chính xác vào sở chỉ huy quân đội Ukraine tại tỉnh Kherson. Hãng tin TASS trích dẫn báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đơn vị trinh sát đường không Nga đã phát hiện binh sĩ Ukraine tại một công trình bỏ hoang ở huyện Kharkovka, tỉnh Kherson. Sau khi phân tích kỹ lưỡng dữ liệu và hình ảnh thu thập được, họ xác định đây chính là một sở chỉ huy của Kiev. Ngay lập tức, các máy bay cường kích Su-34 được điều động thực hiện không kích bằng bom FAB-1500 và FAB-250 được trang bị mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK. Kết quả cuộc tấn công được xác nhận là đã trúng mục tiêu. Trong khi đó, tại thủ đô Kiev, thông tin từ cơ quan quân sự thành phố do Ukrinform đăng tải, quân đội Nga đã tiến hành hai đợt tấn công bằng UAV cảm tử trong đêm 24 và rạng sáng ngày 25 tháng 10. Đây được ghi nhận là đợt tấn công thứ 15 nhằm vào Kiev trong tháng này, với các UAV được phóng từ tỉnh Kherson và vùng Krasnodar của Nga. Ông Sinhi Popko, người đứng đầu cơ quan quân sự thành phố Kiev cho biết, mảnh vỡ từ UAV bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ đã rơi xuống một số khu vực trong phạm vi thành phố. Tại quận Danitsky, những mảnh vỡ này gây ra một số vụ hỏa hoạn tại nơi công cộng, tuy nhiên may mắn là các đám cháy đã được dập tắt kịp thời. Cùng thời điểm, hãng thông tấn Interfax Nga đưa tin, mới đây hàng nghìn người dân đã đổ xuống đường phố Khorino, vùng Chelyabinsk của Nga, sau khi một nữ tài xế 40 tuổi bị sát hại dã man. Nạn nhân được phát hiện tử vong với vết thương do dao gây ra vào hôm 23 tháng 10. Sau khi nhận cuộc gọi đến khu vực sinh sống của người đi gan, bạo loạn sau đó bùng phát khi cơ quan điều tra Nga bắt giữ một thiếu niên người đi gan 17 tuổi và một người đàn ông 40 tuổi liên quan đến vụ án. Người biểu tình đã bao vây khu dân cư của người đi gan, đốt cháy nhiều xe hơi và hai ngôi nhà. Từ những ngôi nhà bị bao vây, nhiều phát súng đã được bắn về phía đám đông, khiến hai người bị thương nhẹ ở cổ và đùi. Tình hình căng thẳng đã buộc nhiều gia đình người đi gan phải sơ tán. Một người dân địa phương bức xúc, người của chúng ta đang phải chiến đấu ở SVO, không ai bảo vệ chúng ta cả, họ đang bảo vệ những người đi gan. Tờ Interfax cũng cho biết ít nhất 40 người đã bị bắt giữ trong quá trình trấn áp.
theo chỉ thị của Thống đốc Chelyabin, hai Phó Thống đốc Alexei Fatigin và Roman Voler đã được cử đến hiện trường điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, một cuộc họp bất thường của Ủy ban Liên Sở về chống chủ nghĩa cực đoan sẽ được tổ chức tại Kokino với sự tham gia của tất cả lãnh đạo các cơ quan liên bang. Vụ việc này được xem là một điểm nóng mới trong căng thẳng sắc tộc tại Nga, cũng tương tự như sự kiện ở Chemodanovka vào năm 2019, nơi xảy ra xung đột giữa người bản địa và cộng đồng người Roma. Tại một diễn biến khác, cơ quan tình báo Ukraine mới đây cho biết, các đơn vị quân đội đầu tiên của Triều Tiên đã xuất hiện tại khu vực chiến sự Kursk sau khi được huấn luyện ở miền đông nước Nga. Ngoài ra, phía Hoa Kỳ cũng xác nhận có khoảng 3.000 binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện tại các căn cứ quân sự của Nga, trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính con số này lên tới 12.000 người, bao gồm 500 sĩ quan và 3 vị tướng. Trước thông tin này, Moscow ban đầu đã bác bỏ và cho rằng đây là tin giả. Tuy nhiên, khi được hỏi về những hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của quân đội Triều Tiên, Putin đã không phủ nhận. Ông phát biểu, hình ảnh là vấn đề nghiêm túc, nếu có hình ảnh thì chúng phải phản ánh điều gì đó. Đồng thời, ông Putin cũng tố ngược rằng, chúng tôi biết những ai có mặt ở đó, đến từ những nước NATO nào ở châu Âu và họ thực hiện công việc này như thế nào. Theo nguồn tin từ cơ quan tình báo Ukraine, các binh sĩ Triều Tiên được Moscow trang bị đầy đủ đạn dược, quần áo mùa đông, giày dép và đồ vệ tinh. Cụ thể, mỗi binh sĩ sẽ được phân bổ 50 mét giấy vệ sinh và 300 gram xà phòng mỗi tháng theo tiêu chuẩn đã được thiết lập. Phản ứng trước tình hình này, Nhật Bản đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng, trong khi Hàn Quốc cảnh báo có thể xem xét gửi vũ khí cho Ukraine để đáp trả. Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã trở nên sâu sắc hơn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, và hai nước đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 năm nay. Tiếp tục là những cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự ở Trung Đông. Thưa quý vị, tờ Times of Israel dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Henlevi thông báo nước này đã phá hủy hoàn toàn mạng lưới chỉ huy cấp cao của Hezbollah, đồng thời tin rằng Tel Aviv có thể sớm đạt được một kết quả sắc nét cho chiến dịch trên lãnh thổ Liban. Được biết, kể từ giữa tháng 9 năm 2024, sau khi Israel tăng cường không kích và mở chiến dịch trên bộ đầu tháng 10, ít nhất 8 lãnh sự cấp cao của Hezbollah đã thiệt mạng. Đáng chú ý nhất là việc lực lượng phòng vệ Israel IDF tiêu diệt thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong vụ ném bom vào Beirut ngày 27 tháng 9 và người được cho là kế nhiệm ông, giáo sĩ Hassem Safiyadin, 3 tuần sau đó. Theo các hãng tin khu vực, tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel cho thấy khả năng Tel Aviv có thể sớm kết thúc chiến dịch trên bộ ở phía Nam, vốn có mục tiêu là loại trừ năng lực tấn công của Hezbollah vào khu vực phía Bắc Israel. Hiện Hezbollah chưa bình luận về việc phát ngôn nêu trên. Giới quan sát cũng đánh giá, dù có thể chấm dứt chiến dịch trên bộ, nhưng Israel sẽ vẫn tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Liban như họ đang thực hiện nhiều tuần qua. Thưa quý vị, tờ The Nation đưa tin, mới đây Thái Lan đang tiến hành các bước cuối cùng để triển khai thu thuế du lịch, dự kiến có hiệu lực vào giữa năm 2025. Đáng chú ý, khoản thuế này trước đây được gọi là phí hạ cánh và từng gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sarawang Thiên Thông cho biết, dự thảo về thuế du lịch sẽ được trình lên nội các xem xét phê duyệt trong quý 1 năm 2025. Sau khi được thông qua, chính sách này sẽ được triển khai trong vòng 6 tháng, với đối tượng áp dụng ban đầu là khách quốc tế đến bằng đường hàng không. Trước đó, vào tháng 2 năm 2023, nội các Thái Lan đã phê duyệt nguyên tắc thu phí với mức 300 baht tương đương 226.000 đồng đối với du khách đến bằng máy bay và 150 baht cho người nhập cảnh qua đường bộ hoặc đường biển. Tuy nhiên, để tránh bị cáo buộc phân biệt đối xử, Bộ Du lịch và Thể thao có thể đề xuất điều chỉnh thống nhất mức thu 300 baht cho tất cả cửa khẩu sau giai đoạn đầu thực thi. Theo chia sẻ của Bộ trưởng Sawarong, nguồn thu từ thuế du lịch sẽ được sử dụng để mua bảo hiểm cho du khách nước ngoài. Phần còn lại sẽ được đưa vào quỹ phát triển du lịch, tập trung vào việc cải thiện cơ sở vật chất tại các điểm du lịch, đặc biệt là xây dựng tiện nghi cho người khuyết tật và nhà vệ sinh công cộng. Hiện nay, Thái Lan đang trong quá trình phát triển một ứng dụng chuyên biệt để phục vụ việc thu thuế này. Thưa quý vị, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã thông báo về hiện tượng thiên văn hiếm gặp khi 4 tiểu hành tinh đang lần lượt qua trái đất. Trong đó có một sát thủ đô thị có khả năng gây hủy diệt. Được biết,
tiểu hành tinh 2002 NV16, thành viên lớn nhất trong bộ tứ, với đường kính ấn tượng 177 km, đã tiến đến điểm gần nhất với trái đất vào lúc 22 giờ 47 phút hôm qua, cách hành tinh chúng ta khoảng 4,5 triệu km. Với kích thước này, nếu va chạm, nó có thể xóa sổ một đô thị lớn và tạo ra hiệu ứng lan truyền toàn cầu. Chỉ 4 phút sau đó, vào lúc 22 giờ 51 phút, tiểu hành tinh 2024 TR6 có đường kính 46 m sẽ lướt qua ở khoảng cách 5,6 triệu km. Tiếp theo, trong vòng chưa đầy 12 giờ, hai tiểu hành tinh 2015 HM1 và 2024 TP17 cũng sẽ lần lượt áp sát trái đất ở khoảng cách 5,5 và 4,6 triệu km. Mặc dù những khoảng cách này có vẻ an toàn, nhưng tất cả 4 thiên thể đều nằm trong danh sách di chuyển trong phạm vi 480 triệu km. Đáng chú ý, theo thống kê từ cuộc khảo sát bầu trời Catilina, mỗi năm lại phát hiện thêm khoảng 2.000 tiểu hành tinh gần trái đất. Những thiên thể có kích thước trên 140 mét và có quỹ đạo trong vòng 7,4 triệu km so với hành tinh chúng ta. Tiếp theo, mời quý vị đến với những diễn biến mới nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Tờ Reuters đưa tin, tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa trao thêm 44 triệu đô la Mỹ cho tổ chức America PAC nhằm ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu tổng thống Donald Trump. Thông tin này được tiết lộ trong hồ sơ chính thức mà America PAC đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ. Đáng chú ý, trước đó trong quý 3 năm 2024, ông chủ Tesla và SpaceX đã đóng góp 75 triệu đô la Mỹ cho tổ chức này. Qua đó, đưa America PAC trở thành một trong những lực lượng quan trọng hỗ trợ nỗ lực tái tranh cử của ông Trump. Với những khoản tài trợ đáng kể này, tỷ phú Musk, người hiện được Forbes xếp hạng giàu nhất thế giới, đã gia nhập nhóm các nhà tài trợ hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Bên cạnh những tên tuổi như Timothy Mellon và nữ tỷ phú sòng bạc Miriam Anderson, về phía America PAC, tổ chức này đã chi hơn 47 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu tháng 10 để vận động cử tri tại các tiểu bang then chốt. Đồng thời, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng công bố đã sử dụng 88 triệu đô la Mỹ cho hoạt động quảng cáo, đồng thời duy trì 36 triệu đô la Mỹ trong tài khoản cho giai đoạn cuối. Chiến dịch này đã huy động thêm được 16 triệu đô la Mỹ trong cùng kỳ. Trong khi đó, phía đối thủ Kamala Harris chưa công bố báo cáo tài chính chi tiết cho nửa đầu tháng 10, mặc dù các số liệu gần đây cho thấy chiến dịch của bà đang dẫn đầu về cả khả năng huy động và chi tiêu. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức của Hành Trình Tương Lai hôm nay. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Tục ngữ là kho tàng quý báu của dân tộc ta, là túi khôn chứa đựng bao bài học trí tuệ sâu sắc của người xưa. Từ đó ta tìm thấy những kinh nghiệm sống trong thực tế, những bài học đạo đức giúp ta hoàn thiện nhân cách. Ông cha ta đã nhắc nhở thế hệ sau phải biết ơn những người đã tạo ra thành quả cho mình qua câu tục ngữ, uống nước nhớ nguồn. Trước tiên, ta cần hiểu nguồn là nơi xuất phát của dòng nước, từ núi, từ rừng đổ ra suối rồi ra sông, ra biển. Đây là thứ nước trong khiết, mát lành nhất. Bởi vậy, khi uống nước làm vơi đi cơn khát, chúng ta phải biết suy ngẫm đến nơi xuất phát dòng nước ấy. Đằng sau đó, ông cha ta còn gửi gắm một bài học ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta phải biết ơn những người đã tạo dựng thành quả cho mình trong cuộc sống. Trong cuộc sống này, không có thứ gì mà tự nhiên sinh ra cả. Những gì mà chúng ta được hưởng thụ ngày hôm nay, phần lớn đều là do công sức lao động của những người đi trước. Để tạo ra thành quả đó, họ đã phải đổ mồ hôi công sức, thậm chí là hy sinh nhiều thứ đáng giá. Trong khi đó, những người thế hệ sau như chúng ta lại có thể hưởng thụ mà không cần bỏ ra chút công sức nào. Chính vì thế, ta phải biết ơn họ như là một cách để đền đáp phần nào những gì họ đã bỏ ra. Không chỉ vì vậy, lòng biết ơn còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta gắn bó với cha anh, tạo nên một khối đoàn kết. Khi chúng ta biết ơn người đã làm ra thành quả cho ta hưởng thụ, thì ta sẽ càng biết trân trọng những cống hiến đó, sử dụng nó vào những công việc có ích. Khi ấy, những công sức mà người đi trước bỏ ra sẽ không hề bị uổng phí. Con người biết sống ân nghĩa sẽ được mọi người yêu quý, tôn trọng. Ngược lại, nếu như sống mà không biết ơn những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ, thì con người sẽ dần trở nên ích kỷ, vô trách nhiệm, bị mọi người chê trách mỉa mai, xa lánh, trở thành người thừa trong xã hội.
Lòng biết ơn là một phẩm chất đạo đức mà ai cũng cần có, là đạo lý của dân tộc, là lẽ sống tốt đẹp từ bao đời nay. Trong kho tàng văn học dân gian, không phải một lần ông cha ta nhắc nhở chúng ta phải biết sống ân nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ai mà phụ nghĩa quên công thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm, hay đường mòn ân nghĩa chẳng mòn. Bởi vậy, chúng ta, những người thế hệ sau cần phải kế thừa và tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy. Câu tục ngữ "uống nước nhớ nguồn" đã đưa ra lời khuyên sâu sắc đối với mỗi chúng ta về lòng biết ơn trong cuộc sống. Thế nhưng hiện nay vẫn còn những kẻ vô ơn, sống vô trách nhiệm, coi những điều mà mình đang có là hiển nhiên. Những con người ấy cần phải lên án nghiêm khắc. Mỗi chúng ta cần nhận thức được rằng lòng biết ơn là một phẩm chất tốt đẹp mà mọi người cần phải có. Chúng ta cần hiểu rõ những thành quả người khác làm ra, ghi nhớ công ơn của họ, trân trọng những thành quả đó và ra sức cố gắng phát triển nó để không uổng phí công sức của người khác. Trải qua bao nhiêu năm tháng, câu tục ngữ vẫn giữ nguyên giá trị. Mỗi chúng ta cần tiếp nhận bài học mà ông cha ta đã nhắn nhủ, sống và làm việc xứng đáng với đạo lý và truyền thống dân tộc. Thưa quý vị, tìm về văn hóa truyền thống với những giá trị cốt lõi vô cùng tốt đẹp khiến con người sống chân thành, thiện lương và bao dung hơn. Và phước báo cũng từ đó mà dưỡng thành. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ ở bình luận bên dưới quý vị nhé! Và thưa quý vị, Phật gia cho rằng điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh đời người chính là quay trở về với bản tính thuần chân nguyên sơ trong mỗi người, và rằng chân thiện nhẫn chính là cội nguồn của mọi phúc khí và những điều tốt đẹp. Có chân mới có thể làm mọi việc từ đáy lòng mà không giả tạo, có thiện mới có thể làm điều tốt lành trao cho người khác, có nhẫn mới có thể tha thứ bao dung với lỗi lầm của người khác. Và đó cũng là nguyên lý của môn tu luyện khí công Phật gia đã được rất nhiều người thực hành để giúp cải thiện tinh thần và sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và lo âu, tăng cường năng lượng và sức sống, qua đó tìm về những giá trị truyền thống tốt đẹp. Thông qua việc đọc sách và tự luyện 5 bài công pháp hoàn toàn miễn phí, người tập đã được cải biến về sức khỏe, tâm tính cũng thay đổi chân thành, thiện lương và nhẫn nại hơn trong mọi việc. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai về môn tu luyện này, và còn có một nơi duy nhất chưa được công nhận, thậm chí đàn áp bức hại người tu luyện chân thiện nhẫn. Nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm quý vị hãy truy cập nhé. Cuối chương trình, Thanh Mai xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.